Bật lửa nhôm khối Mỹ nha mấy anh, có 10 lên 10 ha, rất là nhảy lửa. Bánh xe trục dài như vậy rất là hiếm có nè, đó, bánh xe trục dài như vậy là hiếm có. Ốc của nó là ốc vặn tay ha, rất là chất. Đó, nhìn ốc của nó rất là chất ha, ốc vặn tay. Nó là nhôm khối ha, cho nên là suốt đời nó cũng vậy thôi, nó không có cũ hết, tại vì nó là nguyên khối nhôm mà. Đó. Nhìn cái bánh xe của nó nè, chất không? Dáng của nó cao sang. Đó, dáng nó cao sang ha, dáng nó cao, nhìn sang. Cổ quái thập niên 50 ha, con này nó bị ai khắc? Mấy thằng Tây nó ưa, mấy thằng Tây nó ưa khắc lắm. Zippo nó cũng ưa khắc lên nữa, nó ưa khắc khắc lên, nó khắc chữ lên á. Thân quẹt á. Đó. Đó, mấy thằng Tây nó ưa vậy lắm. Rất là đẹp ha. Nhôm khối suốt đời cũng vậy. Cái này mấy anh không thích cái chữ này thì mấy anh lấy cái máy á, máy đánh đồng anh đánh nó bay bay chữ ra. Nhưng mà em thì em không đánh. Em thì để nguyên vậy. Tại mình xài quẹt xưa mà, nó vậy á, mấy tay nó hay khắc chữ lên người quẹt lắm. Lên đồ vật của nó, mấy tay nó ưa khắc chữ lên đồ vật của nó. Quẹt cũng vậy mà đồ vật gì cũng ưa khắc lên ấy.